Một vụ cháy trung cư mini đã xảy ra vào sáng nay ngày 5 tháng 6 tại ngõ 50 Đình Thôn, quận Nam Từ Liêm, giữa lúc Hà Nội đang trong cơn mưa rông lớn với nhiều sấm sét. Đám cháy bắt nguồn từ ban công một căn hộ tầng 9, cũng là tầng trên cùng của khu trung cư, ở thời điểm chủ nhà đi vắng. Người dân cùng sống trong khu trung cư đã chủ động phá cửa căn hộ, dùng bình chữa cháy mini dập tắt hỏa hoạn. Khoảng 30 người trong trung cư thoát xuống tầng 1 ra ngoài an toàn. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt làm nhiệm vụ thổi khói khí độc ra khỏi tòa nhà và điều tra vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng xác định xuất phát từ một máy giặt cũ do bức xạ nhiệt đã bốc cháy. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy trung cư mini này cao 9 tầng là nơi sinh sống của 154 người.